Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhé. Chào cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Đấy thì hiện tại bây giờ còn Quỳnh với Đại cũng đang đi thăm bẫy chưa về. Thì hôm nay là bây giờ nó cũng muộn rồi nên là mình sẽ nói trước. Đấy, nói vắng mặt của Đại với Quỳnh trong cái video này. Thì mọi người xem video thì đều biết là cái sự việc trước hôm trước thì Đại có xông vào đánh xong một hai cái. Nói chung là một vài cái. Đấm đá thì gọi là vào mông, vào đít, vào vai thì nói chung là nó cũng không quá nặng lề. Thế nhưng mà cũng video hôm trước của mình lên thì cũng nhận được một số những cái phản hồi trái chiều cũng khá là nhiều. Thế nhưng mà nếu như mà đặt cương vị vào mọi người đều biết những anti-fan thì mình không nói. Thế còn như mọi người đã đều theo dõi mình, gọi là fan của mình thì đều biết bản thân mình đã mất đi những cái chú chó, nói chung là không gì có thể bù đắp lại. Những cái chú chó quá là tuyệt vời của tem sản phẩm từ Củ Cam. Đấy, đặc biệt là ví dụ như bun lớn hay gà, khi xuất hiện một kẻ lạ mặt mà rình mò nhòm ngó đằng sau nhà mình thì và sau khi bị phát hiện thì bỏ trốn thì nó là một cái điều nghi vấn ảnh hưởng trực tiếp đến những chú chó của mình. Đấy, mặc dù là chưa có hành vi gì cả nhưng mà rình mò trong cái gia đình nhà mình, phạm vi nhà mình thì nó là một trong những cái điều mà nếu như mà đang hoạt thì đi đến cổng trước nói chuyện hay là vào tận nơi chứ không thể nào mà đứng đằng sau rình mò đi ra đi vào ngó nghiêng vào trong cái khu vực trại chó của mình cả. Đấy là một cái điều tối kỵ mọi người nhé. Còn ví dụ mọi người cũng có thể thấy ngày hôm nay đây bản thân thằng Song đây nhé, mọi người nhé, cũng thấy nó không có cái gì là đau hay là gì cả. Đấy, là bình thường. Bình thường. Đúng là qua thì có đấm đá một hai cái. Đấy. Đau. Có đau không? Không đau, nhưng mà hôm nọ mày lên livestream của bọn nó là mày chửi tao cũng tương đối là nhiều đúng không? À, hôm nọ mày thế bây giờ mày chửi tao rồi mày còn sang đây xin tao đi làm. Thì cũng như anh ấy giống nhiều anh mua một con pitbull về. Thì anh đưa nó đi săn này kia, nếu mà anh ví dụ như anh bị đánh hay sao ấy. Thì nó chưa cần biết nó anh đúng hay sai thì nó nhảy lên nó cắn người kia rồi. Tức là mày bênh bọn nó và mày sẽ chửi tao đúng không? Thì em chưa biết, không biết câu chuyện của anh với ấy như nào. Thế bây giờ nhá, nghe một tai thôi. Nói chung là mày sang đây xin đi làm, nói chung là với fan của tao thì nó cũng nói chung là nó cũng có nhiều cái để mà nghi vấn đặt ra. Có những người người ta nói mình nói về bản thân tao cùng anh em bên này. Tức là bảo là đề phòng nó sang nó học nghề hoặc là nó sang có ý đồ xấu để trả thù cho thầy nó nọ kia rất là nhiều. Thế nhưng mà cái vấn đề bây giờ mày nói là mày bị đánh mất kinh và bị thì mày có cái bằng chứng gì không? Có chứ anh. Đấy. Đấy, em cho anh xem. Là như thế nào? Thứ nhất là cái việc đấy là đánh mất kinh. Ai đánh của mày và đánh như thế nào mày phải nói rõ để cho mọi người cùng biết, chứ không thì đôi khi là đây đôi khi rồi mọi đây mọi người nhá, đây là một cái Gmail đúng không? Gmail thông báo chào Doãn Song Vlog, chúng tôi xem xét đơn khiếu lại của bạn đối lụng sau video xxx tám, một cái này bằng tiếng Anh thì mình cũng không biết đấy. Chúng tôi sẽ không khôi phục nội dung của bạn trên YouTube nếu bạn khiếu lại vì đã thông báo nhắc nhở. Đấy. Tức là đăng video lên. Đăng video đồ trụy lên cái kênh của mày đúng không? Thế còn Gmail mà thông báo xóa kênh là Gmail nào? Đâu? Nhân phải có lý do, phải có bằng chứng xác thực, phải có bằng chứng như bây giờ chứ nói không mồm thể mình nói mồm như những cái con người khác được.
cũng có rất là nhiều người sau sự việc ngày hôm qua cũng gọi điện cho mình nói rất là nhiều. Thế nhưng mà nó liên quan đến một số cái vấn đề rất là nhạy cảm, bởi vì nó liên quan đến một số vấn đề tiền nong, và thứ nhất là tiền nong từ thiện, thứ hai là tiền nong cho người lọ người kia. Đấy, nhưng mà cái đấy thì nói chung mình sẽ hơn nói để nói sau. Nhưng hôm nay mình sẽ xử lý cái sự việc này là liên quan trực tiếp đến thằng Song đã. Thế còn với cái vấn đề tiền nong thì mình sẽ không, sẽ chưa giải quyết những vấn đề đấy. Đấy, có một cô ở trong Bình Thuận có gọi điện cho mình và nói chuyện là gì? Đây. Đây mọi người nhé. Nhóm chúng tôi đã xem xét nội dung của bạn, cho rằng nội dung đó vi phạm chính sách về tình dục và khỏa thân của chúng tôi. Chúng tôi gỡ bỏ nội dung đây khỏi YouTube. Đấy. Thế vì là đăng cái video đồi trụy lên cái kênh thì YouTube họ sẽ đánh cái vi phạm cái nội dung nguyên tắc cộng đồng. Đánh bay thẳng kênh luôn. Đấy cái nhắc cái thứ hai. Đấy. Đây là theo như anh em tôi được biết thì cái điện thoại này đúng không? Là Dưỡng mua cho mày cơ mà. Đây, em trước em có một điện thoại rồi. Ừ. Thì điện thoại đấy là tháng lương đầu tiên em mua. Ừ. Còn cái này là tiền của em, của anh Dưỡng thì được tầm 2 triệu thôi. 2 triệu, thế còn lại là tiền ở đâu? Còn lại tiền của bố em gửi ra. À, tức là bố mày là gửi ra để cho mua điện thoại để đi làm đúng không? Vâng. Thế cái điện thoại này là nó bao nhiêu tiền? Thấy anh ấy bảo là 10.490.000. 10.490.000. Vâng. Đây là Oppo đúng không? Oppo gì đấy? Geno 7 á? Tương đương với 11 triệu đi. Tức là Dưỡng sẽ cho mày 2 triệu, còn đâu là tiền của bố mày ở quê gửi ra cho mày. Mày mở khóa mày check con điện thoại này lên. Nó tương đương với 500 đô. Gọi đi. Xem vào trong Google mình check xem cái con máy Oppo này bao nhiêu tiền. Chắc chờ nó giảm giá rồi. Mua lâu chưa? Thằng Sướng mày check của anh sao? Nhưng mà nhưng mà trên video thì là thằng Dưỡng nó mua cho mày cơ mà, chứ có phải là tiền của mày. Nếu mày nói như thế thì thì để em bảo nói với anh. Oppo hai hôm đầu tiên thì mẹ em gửi ra 2 triệu. Ừ. Nhưng mà 2 triệu đấy em lại lấy đưa các anh với lại em đi ăn món cá nướng. Mẹ mày gửi ra 2 triệu mà mày lại dẫn các anh đi ăn món cá nướng. Vâng. Cả em nữa. Ừ, cả mày. Cái đấy thì em không tính. Ừ. Còn hôm sau là bố đi vay cho em 7 triệu. Ừ. Thì gửi ra thì hôm đấy là 10.490.000. Đúng. À, hôm đấy thì mẹ em gửi ra bố em gửi ra 7 triệu. Ừ. Thì vừa lên Thanh Hóa thì đi đường thì em trả tiền nước. Ừ. Tiền nước với lại sau lên trên kia uống bia nữa là hết, như hết tổng cộng là 400-600 gì đấy. Rồi. Là còn 6 triệu mấy ấy. Là sáng hôm sau em đưa anh ấy, bảo anh ấy đưa tiền mà đi mua cho em. Ừ. Mà còn thiếu. Ừ. Thì trong lúc đấy tiền lương của em vẫn còn 1.5 triệu nữa anh ạ. Tiền lương của mày 1.5 triệu đấy, tức là 6.5 triệu cộng mấy 1.5 triệu là 8 triệu đúng không? Đúng rồi. 8 triệu còn lại là tiền của Dưỡng đúng không? Vâng. Chứ nhưng mà bây giờ nói chung là này, cái điện thoại này ấy, thì nó là điện thoại của mày, nhưng mà trên video thì là Dưỡng lại là người đứng ra mua cho mày. Đấy, tức là tiền của Dưỡng bỏ ra cả chứ không phải tiền của mày. Đấy, mày phải nên nhớ là như thế. Đấy, cái này ấy thì nói chung là đấy, đây là một cái lời nói ấy, cũng như là thực tế để cho mọi người hiểu cái vấn đề nó sẽ là như thế nào. Đấy, còn cũng có rất nhiều người có gọi liên lạc cho mình từ hôm thằng Song này sang, tức là từ hôm qua, cái video hôm qua là thằng Song này lộ mặt trên cái kênh của mình, thì cũng có một số người liên hệ mình nào là nói là cô có gửi tiền nào là mua trâu mua bò mua gà gì đấy cho người lọ người kia. Đấy, còn đâu những cái đấy thì mình sẽ không nói đến, mình chỉ hôm nay mình chỉ nhắc đến cái vấn đề là của cái thằng Song này bây giờ nó muốn xin mình ở đây làm. Đấy, nhưng mà để xem
là nó sẽ như thế nào. Nên làm kênh thì chắc chắn là vào thời điểm này mình sẽ không cho xong làm kênh. Đấy. Mà sẽ để xem là thái độ như nào và để xem xét này nó như nào. Thế còn bây giờ đến đây trước mặt tất cả mọi người thì đến đây thì đi làm, mình sẽ tạm thời cho mặt ở cho ở đây, bởi vì là rất nhiều người cũng trong fan của mình có nói là xong nó ngoan, nó thế nọ nó thế kia thì mong sư phụ với anh em giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ là muốn hỏi mày là cái mức lương trước đây mày làm bên kia là bao nhiêu tiền một tháng, cơm nước ăn như thế nào? Lúc đầu anh ấy bảo là trả em 4 triệu một tháng. Mà mấy tháng đầu là em đóng tiền cơm mỗi tháng 1 triệu. Mỗi tháng 1 triệu. Tức là giả 4 triệu một tháng và tiền cơm là 1 triệu một tháng. Đấy, gọi là còn 3 triệu. Tức là còn nhận về 3 triệu một tháng. Thế mấy tháng sau mày làm đấy cũng lâu rồi mà. Sau từ lúc mà em mua con xe Dream đỏ anh. Là anh ấy bảo là giờ mua xe rồi thì lấy tiền đấy mà đổ xăng. Không lấy tiền cơm nữa. Vâng, thế là nhận đủ 4 triệu một tháng. 4 triệu một tháng. Tức là đi rừng, đi quay video. Và sau này là làm kênh, đúng không? Làm kênh thì tiền làm kênh thì em có được hưởng không hay là... Tiền làm kênh thì em được bao nhiêu thì em lấy. Đấy là cái kênh riêng, nhưng mà kênh của nó bé. Kênh nó bé không để ý. Thế bây giờ nhá, có anh em ở đây, Thiếu Vắng, Đại với thằng Quỳnh. Và cũng trước mặt toàn thể khán giả và cả Sướng Tuyên thì anh sẽ nói là như bây giờ nhỉ, riêng thằng Song bây giờ đi làm, bây giờ chỉ làm công việc ở nhà, không cho đi rừng sản xuất, được nhá, làm công việc ở nhà kết hợp cùng với anh Quyền chăn chó rồi làm việc nhà. Mức lương anh sẽ giả là 8 triệu một tháng cộng cơm nuôi, tiền cơm chắc không phải đóng. Đấy, nếu như mà mày đồng ý thì nào. Còn khi nào tao xem xét nếu như ok thì lúc đấy tao sẽ làm kênh cho mày. Đấy, còn nếu mà không ok thì lúc đấy tao sẽ cho mày nghỉ, hoặc là mày chỉ làm công việc ở nhà thôi. Nếu như mà mày cảm thấy ok, Đồng ý thì anh em sẽ làm. Đấy là trước mà tất cả mọi người mình tuyên bố số lương cũng như cái gì đó mà cái trách nhiệm của những cái công việc mà Song sẽ phải làm. Thứ nhất, kết hợp cùng anh Quyền làm công việc nhà như chăn chó, chăn nghé. Con nghé mình vẫn còn mọi người ạ. Chăn chó, chăn nghé, làm những việc nhà. Ví dụ như thi thoảng là đi tưới cây trong vườn. Đấy. Tưới cây, trồng cây. Trồng cây, tưới cây. Đấy, có việc gì thì làm việc đấy. Nhưng mà cái việc quan trọng và cái việc chủ yếu hàng ngày chỉ là trông nom đàn chó và đi chăn nghé và làm việc nhà. Đàn đấy. Chó thì là xong không, kết hợp thôi chứ không phải là nó sẽ không được chăn đâu. Kết hợp gọi là anh Quyền sẽ có quyền để sai khiến nó làm việc đó việc kia, giúp đỡ anh Quyền đấy, giúp đỡ anh Quyền trong cái việc đấy nhá. Đấy, còn mọi người thì cái video này ấy, thì mình sẽ làm về vấn đề đấy thôi. Tức là cái việc đầu tiên mình muốn xác minh, tức là xác minh về vấn đề kênh của Song tại sao mất. Xác minh những câu nói của nó vào trên YouTube này cho mọi người. Đấy, thì mọi người có thể là còn một vấn đề nữa, tức là hôm qua là thằng Song là nói là thằng Dưỡng là nhặt được Song ở ngoài bãi rác, đúng không? Thế nhưng mà trên video nó là như thế, chứ còn thực tế thì hôm qua đấy, và cũng tiện luôn đây là mình cũng nói luôn, tức là mình có hỏi là nguồn gốc của Song để mình xác minh được những cái vấn đề như thế. Thứ nhất là nhặt ở bãi rác thì cái sự việc đấy là chỉ là gọi là quay đóng video thôi. Thế còn thực tế là xong là xin ra đây đi làm và Dưỡng sẽ chỉ đạo là quay một cái video là nhặt được ở bãi rác và thằng này là phải làm theo, đúng không? Đúng chưa? Cái đấy mày phải xác minh đúng nhá, chứ không phải là thế. Anh nói từ nãy anh nói như thế thì bà Vi hôm qua em nói thì cái đấy nó đã chuẩn chưa? Hôm qua là trước mặt tất cả anh em mình lúc bắt ở ngoài kia là nói đúng như thế, đúng không? Em phải là người nói và xác minh, không có nhiều đấy. Người ta xấu bụng, người ta lại bảo là anh tài cái này cái kia. Lâu lâu rồi cho em đi săn đi. Không, cái vấn đề cho đi săn thì ta sẽ cho đi săn, thi thoảng ta sẽ cho đi làm. Thế nhưng mà cái vấn đề là kênh ấy là tạm thời sẽ chưa làm. Kênh riêng của em thì sẽ chưa cho em. Và trong đấy. Cái thời điểm này ấy, nó gần như là một cái thử thách. Anh em kể cả bọn Sướng hiểu ý anh chưa?
nó sẽ đều là một cái thử thách cho lần sau. Nếu mà ok thì làm, mà không ok thì thôi. Còn đâu mức lương và còn công việc lương như thế thì bây giờ em mức lương như thế thì cảm thấy được không? Quá là được thôi. Nhá, mức lương như thế nhá, 8 triệu một tháng cơm nuôi. Nhớ kỹ nhá. Công việc hàng ngày là chăm chó và làm việc nhà, trồng cây tưới cây. Còn khi nào mà anh em trong gia đình thịt rắn nấu cao thì sẽ phải làm cùng với tất cả anh em. Như thế được chưa? Ok chưa? Ok không? Không là những cái công việc cũng nhẹ nhàng. Đấy. Còn mọi người nhé, còn mình cũng xin đính chính với mọi người một chút về cái vấn đề là Đại hôm qua có bức xúc và có đánh thằng Song một vài cái. Thì hôm nay mọi người có thể xem trực tiếp. Đây thằng Song không có ảnh hưởng gì cả. Ê nhá, tay chân không ảnh hưởng gì đúng không? Đi lại bình thường này. Đấy. Thế nhưng mà mình nói với mọi người một câu như này này. Nếu như đặt cương vị nhà của mọi người mà có người đến rình mò và mọi người đã mất đi những cái gì đó rất lớn lao, ví dụ như mình đã mất đi con bun đấy, gào đấy, và những con chó thân yêu của mình, có những con bị mất trên đường đi săn và cũng có những con bị mất trong quá trình anh em đi săn nữa, thì mọi người mới cảm nhận được cái sự việc nó chuẩn nhất. Chứ còn nhiều lúc gọi là, tất nhiên là Song nó ít tuổi thật. Thế nhưng mà kể cả nó mà có 17 tuổi đi chăng nữa, mà hôm qua mà đã có hành vi đánh bả chó hoặc bắt trộm chó nhà mình, mình sẽ đánh thật đau luôn, chứ không phải là đơn giản, chứ không phải là chỉ đấm đá một vài cái như hiện đại. Kể cả nó có 17 tuổi đi chăng nữa, mình cũng sẽ đánh. Đấy. Còn cái chuyện đánh xong rồi ra pháp luật, ai sai đâu người đấy chị, nha mọi người nhé. Chứ không phải là cái vấn đề là khi có một đối tượng lạ đến nhà mình rình mò mà mình chỉ ra mình hỏi nó thôi, cái đấy là không phải. Còn bản thân mình đây, nhà mình có ở đây thì phải vào trực tiếp đằng trước đúng không, chứ không phải rình mò đằng sau như thế. Đấy là may là ví dụ anh em nó ra phát hiện được, chứ nếu mà anh em nó không phát hiện được thì sẽ như thế nào. Đấy. Thì em đến trước cổng ấy, nhưng mà thấy nhà anh nhiều người quá. Ừ. Thì em thấy anh video thì ra chuồng chó chơi. Thì em ra sau mà đứng từ sáng đến trời sắp tối vẫn chưa thấy anh. Thì tao đi làm đã về đâu. Thôi được rồi nhá. Vâng. Thế thống nhất là như thế đúng không? Vâng. Thế mọi người nhá, về cái sự việc nó sẽ là như vậy. Thì mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng ủng hộ cho toàn thể anh em trong team săn bắt ẩm thực vùng cao. Và mọi người có thể cho mình đóng góp ý kiến cho mình xem cái sự việc mình xử lý như thế đã được chưa. Nếu như chưa được thì mọi người cũng cho mình đóng góp ý kiến cho mình. Mọi người nhé. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá.